do nào khác nói cho anh nghe đi. Vì dòng tin nhắn tối qua thật vô lý. Chắc có ai đã khiến em mơ về nơi khác. Ôi thì đêm nay ta mới viết nhạc. Theo em thì ta vẫn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ giật trôn gió. Oh no yeah, oh no. Thôi đi hàng trăm lý do của em. Giờ thì đừng nói nữa, hãy bước đi thật xa. Mọi thứ cứ thế đưa theo một cơn gió. Một người mới có lẽ với em. Có nhau thật lâu, thật lâu. Vì mình không yêu nhau, dù lấy làm gì. Sao em còn đứng ngoài mưa? Sao hôm nay không còn người ta đón đưa? Và giờ như cảm giác đôi mắt em đã không như ngày xưa. Tin em một giây được không? Không đâu, anh đã tin em mấy trăm lần. Vì tình cho đi hết và đổi lại cái kết cô đơn. Chẳng như lời em đã hứa. Oh no, yeah, oh no. Theo anh thì ta vốn không hợp nhau. Người nào viết hết những giấc mơ rồi trôi.